Hiệp hội Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết Trung Quốc và Mỹ là hai thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá thịt trắng trên thế giới và Việt Nam là nguồn cung lớn thứ hai cho cả hai thị trường này, chủ yếu là cung cấp cá tra. Những tín hiệu phục hồi cũng đã được ghi nhận. Sản phẩm phi lê cá tra đông lạnh vẫn là mặt hàng chủ lực hai quốc gia này nhập khẩu từ Việt Nam. Với thị trường Mỹ, nửa đầu năm 2024, hơn 184 triệu đô la Mỹ cá thịt trắng của Việt Nam được nhập khẩu vào Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Với thị trường Trung Quốc, tính đến hết tháng 7 năm 2024, Việt Nam là nguồn cung cá thịt trắng lớn thứ hai cho quốc gia này, với giá trị 162 triệu đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc và Mỹ là hai thị trường quan trọng hàng đầu của ngành xuất khẩu cá tra Việt Nam. Với dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trong những tháng đầu năm nay, cùng với những điều kiện thuận lợi khách quan, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang hai thị trường này có cơ sở để tăng trưởng trong những tháng cuối năm nay.